ngã ba Nguyễn Thị Diệu và Trương Định. Các bạn có thể thấy đây là đầu đường Nguyễn Thị Diệu, và chúng ta sẽ ghé số 4 Nguyễn Thị Diệu để thưởng thức cái món lẩu cá kèo đầu tiên tại Sài Gòn. Con phố Sài Gòn bắt đầu lên đèn. Thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái món lẩu cá kèo. Và đây là cái quán cá kèo đầu tiên tại Sài Gòn, quán lẩu cá bóng kèo, rau đắng. Cá bóng kèo nấu với rau đắng tại số 4 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, Thanh Quan. Bất kỳ ai ở Sài Gòn cũng đã từng một lần cùng bạn bè đi ăn lẩu cá kèo ở đường Bà Rịa Thanh Quan. Nhưng ít ai biết rằng lẩu cá kèo đầu tiên ở Sài Gòn không phải là lẩu kèo ở đường Bà Rịa Thanh Quan, mà là nằm ở đường Thiền Chiếu, bây giờ rời về số 4 Nguyễn Thị Diệu. Nhưng đầu đường Nguyễn Thị Diệu giao nhau với lại Trung Định. Quán lẩu cá bóng kèo nấu với rau đắng và cả lá giang đầu tiên tại Sài Gòn, đó từ lâu đời rồi, bán từ năm 1994. Đây các bạn có thể thấy trên bảng hiệu của quán lẩu cá bóng kèo rau đắng, bán từ năm 1994. Đây chúng ta sẽ thưởng thức tổng quan về cái quán hay còn gọi là lẩu cá kèo đó các bạn, ăn với rau đắng. Đây là tổng quan của quán, rất là rộng, khách sẽ để xe bên ngoài trước quán và vào đây. Những cái bàn được kê rất là dài để cho khách đoàn, khách công ty, khách văn phòng thoải mái, thật là đại gia đình đi với nhau cũng rất là hợp lý. Kèo tại số 4 Nguyễn Thị Diệu các bạn, bún này, cái mắm ớt và cả rau nhút, rau đắng, giá và rau muống cùng một nồi cá kèo bằng cồn như thế này, là cái nước mắm me, cái món chính của cái món lẩu cá kèo. Thì hay gia vị của quán lẩu cá bóng kèo rau đắng tại số 4 Nguyễn Thị Diệu còn có muối ớt, chanh và phần chính là mắm me chấm cá kèo mới ngon nha các bạn. Cá bóng kèo hay còn gọi là cá kèo để cho món lẩu cá kèo tại Bà Huyền Thanh Quan đây các bạn. Đây cá rất là tươi, rất là đều nhau, được quán để sẵn 100% là còn sống nha các bạn. Cá kèo sống 100%, được quán lẩu cá bóng kèo đầu tiên tại Sài Gòn để dành cho những thực khách vào quán gọi món lẩu cá kèo. Cá ra kèo tươi sống đang được trộn chung với đá để làm gì đây chị ha? Dạ, để xíu để cho nó cá kèo nó chết lâm sàng nó còn tươi để mà nấu lẩu cho ngon. Cái nước ngọt, cái nước súp, nước lẩu của cái lẩu số 4 số 4 Nguyễn Thị Diệu đây các bạn, được hầm với xương.
rất là lâu nên nước rất là ngọt. Bên cạnh là những chú cá bóng kèo hoặc là cá kèo đó được làm để mà cho món nướng với ớt hoặc là những cái món sơ chế tại quán. Lá giang được cho vào cái nồi nước lèo và những cái gia vị cần thiết của cái món lẩu cá bóng kèo hay còn gọi là cá kèo. Cô đầu bếp đang nêm lại cái nước lẩu dành cho cái món lẩu cá kèo và ngon có tiếng ở Bà Huyền Thanh Quan. Đây thành phần chính cô đang nêm là nước sốt gì vậy cô ha? Đang chuẩn bị nước cho những cái nồi lẩu cá kèo và lẩu trong quán. Bếp đang thêm lá giang, một hương vị không thể thiếu của món lẩu, tạo vị chua. Một nồi to và một nồi nhỏ. Và bếp của quán nằm ở trên lầu 1 các bạn. Và toàn thức ăn được vận chuyển bằng cái thang máy xuống dưới đất cho an toàn. Là những chú cá kèo được tẩm muối ớt, một cái món đặc trưng của quán số 4 Nguyễn Thị Diệu. Nướng bằng lửa than BBQ dành cho những thực khách vào quán gọi món cá bóng kèo. Trên bếp là đầu bếp đang nướng món món tôm, nướng ớt phải không đầu bếp ạ? Món này là bao nhiêu một dĩa anh? 75.000 một dĩa tôm như thế này các bạn. Dành để đưa thức ăn từ trên bếp ở lầu 1 xuống dưới mặt đất cho nhân viên phục vụ có thể bê lên cách nhanh chóng. Đây. Đây, cái kèo đang được nướng bằng than phòng, lửa đang cháy, những con cá tươi được làm sạch, ướp với gia vị hoặc là đều không. Và sẽ được vận chuyển bằng cái than này xuống bên dưới cho khách